Anh ơi, cái này cụ thể là như thế nào, anh trao đổi lại giúp em xem nào. Và chờ là em muốn làm cái tiếp địa đấy, cái vòng tiếp địa của tầng ba đấy, là Vâng. sát xuống cái chỗ chạc ba luôn. Sắp xuống cái chỗ chạc ba của cái đầu cáp ấy hả? Và thì anh coi những gì không? Bây giờ cái tiếp địa thì em đang thấy rằng là trong cái này thiết kế của anh ấy, khoảng cách của anh là giữa các pha là 275 đúng không? Không, cái còn còn cách làm đầu, nhưng mà tức là từ trong cái tủ, là từ thanh cái xuống đến đít tủ á, là có 35,5 thôi. 35,5 rồi. Tiếp đi, anh định làm ở chỗ nào? Tiếp địa tức là tiếp địa có 3 pha đúng không, thì là tiếp địa sợi thì làm sát xuống cái chỗ cái chặng ba đấy. Được thì có vấn đề gì đâu, anh làm sát cái xuống cái tiếp địa xuống cái chỗ chạc ba đấy thì Thì là cũng không ảnh hưởng gì đúng đúng rồi. Thì bình thường là cái đầu cáp này của anh nhá, đầu cáp này của anh thì ở trong ấy anh sẽ có một cái lớp ráp tiếp địa ra bên ngoài đúng không? Đấy, và cái lớp ráp tiếp địa đây thì sau này anh sẽ đấu vào cùng với cái thanh hệ thống của tiếp địa của tủ đúng không? Đấy thì bây giờ anh cái khoảng cách em đang thấy rằng là anh thử nhìn cho em xem là cái khoảng cách mà bây giờ nó từ cái chạc ba đấy lên đến chỗ mà đấu cái đầu cốt đây là bao nhiêu? Nói chung là đây là anh bắt Glen, nhưng mà nếu mà bắt cả Glen là cái khoảng cách anh không đủ được. Mà Khoảng cách là bao nhiêu? Không đủ nhưng mà là bao nhiêu? thì là cái phần mà làm không tính chặng ba nhá, mà Rồi. riêng cái phần mình đã làm tiếp địa với lớp băng dẫn lớp sụn là đã 195 rồi, Ừ. 195 với là cái đầu cốt mất 7 phân nữa rồi, thì với lại cái chặng ba lên nữa là nếu mà cộng mà không 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 trừ cái phần mà để làm cái lớp tôn á, cái run với cái lưới á, thì là trực tiếp xuống cái chỗ gần chặng ba nữa thì là cũng là lên 36 này. Ừ. Thế Cái này của em anh là sử dụng cái đầu đầu cáp trong nhà, có nhiệt à, không, có ở nguội, trong có nhà nguội. đó không ngồi anh. Ừ, có nguội trong nhà. Thế em hỏi chút là bây giờ có nguội trong nhà thì cái khoảng cách mà anh đo cái phần mà khoảng cách của có nguội đấy với cái đầu cáp của anh như nào? Anh đã kiểm tra cái khoảng cách đấy chưa? Em kiểm tra rồi, tức là ra tủ thực tế thì anh so với cái đoạn mà mình làm thì là cái trong tủ đang ngắn hơn đấy, Trong tủ ấy đang tức là ngắn có hơn khoảng à? cách nha. Thì trong tủ có 35,5 mà trong kia nếu mà mình làm mà đúng ra thì là không không đủ được. Thế tức Tại là bây em giờ lưu là ý. thế tức là bây giờ là nếu mà cái đầu cáp của anh mà làm đúng ra là anh sẽ làm dài hơn đúng không? Dài hơn cái khoảng cách của tủ. Thì em mới bảo là chị em sẽ tức là nữ hết có thể lại thì muốn bắt xuống sát cái chặng ba thì hắn là không ảnh hưởng gì thì chắc là Không cố ảnh làm hưởng gì, nhưng mà cái cáp không này ảnh hưởng. em bảo cái cáp này của anh ấy, cái diện tích mà nó ngắn như thế thì anh làm cong ra được không? Anh làm phình ra được không? Không, vậy là cái pha giữa đó em đang đổ Ừ. pha B đó, pha B là đi thẳng luôn đó, không không trừ được tí nào nữa. Rồi rồi. Và Và A với C thì có thể là cong vuông vuông ra một chút còn được, chứ còn B thì không đúng không? Rồi. làm đi đang làm công trình đâu anh, thấy chạy suốt rồi nhỉ. Em đang ở nhà thôi. Hôm nay thì Thế vâng, em có vừa đi làm khi về. nào ra lối 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 Thanh Hóa thì không thì Ok. và Ok anh. Dạ dạ rồi em cảm ơn dạ. nhá. Vâng, sau anh có vấn đề gì cứ alo lại cho em hỗ trợ cho. Vâng, Cái này là bao giờ dạ anh lắp ấy? Chữ kiến là bao giờ anh lắp? tức là làm trong nhà máy rồi mà trừ bắt đầu là đi khảo sát rồi đi ấy, ôi xe nó loằng ngoằng lắm, À chắc là rồi trong rồi. nhà máy. À Dạ rồi rồi. Ok anh. Nhé. và cái Dạ. đó nhá. Vâng. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong việc quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh nha. Vừa rồi thì mọi người có nghe thấy một cuộc gọi điện hỗ trợ, mình hỗ trợ một anh ông ấy làm về xây lắp. Nếu mọi người cảm thấy chia sẻ của Điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh nha. Bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Mọi người mà có vấn đề gì về kỹ thuật điện có thể liên hệ với số điện thoại 0705691150 mình để phía trên này. Đấy, có đội ngũ kỹ thuật của Điện Việt Nam. Thế còn lại là nếu mà anh em mà muốn tư vấn hỗ trợ các cái thiết bị điện thì có thể liên hệ với phòng mua hàng số điện thoại 0966056954. Bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người.